Hello, em xin chào nhà. Hiện tại em đang ở xã nhà đó là Long Hòa, Bình Đại, Bến Tre. Hiện tại em đang đứng trước cửa của máy ấm Đức Quang nè cả nhà. Thì đây là máy ấm Đức Quang. Thì máy ấm Đức Quang là do thầy Thích Lễ Hiếu à, người sáng lập ra đây cả nhà. Thì hôm nay em sẽ đi qua bên chùa Vạn Đức và chia sẻ ngôi chùa Vạn Đức cùng với cả nhà. Thì chùa Vạn Đức cũng đang xây dựng nha, cũng là do thầy Thích Lễ Hiếu người đã sáng lập. Thì hôm nay em sẽ đi qua bển và chia sẻ cả nhà bằng đường đi xe máy nha. Mời cả nhà cùng đi với em. Thì máy ấm hôm nay cũng có nhiều đoàn xe đến thăm các bé nha. Thì giờ mời cả nhà cùng đi với em qua xã Tam Hiệp nha. Đây là khu vực của xã Long Hòa. Trước mặt chúng ta đó là cổng chào xã Long Hòa. Thì các bạn thanh niên đang làm cỏ, dọn dẹp vệ sinh nha. Đây, khu vực này là cổng chào xã Long Hòa. Trước mặt chúng ta đó là quốc lộ 57B cả nhà. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với cả nhà đoạn đường đi bằng xe máy nha, để qua cù lao Tam Hiệp, qua với chùa Vạn Đức. Rồi, băng qua quốc lộ 57B này thì chúng ta sẽ đi vào xã Long Định. Khu vực này là vực xã Long Định này nè. Và chúng ta sẽ đi theo con đường này, con đường bê tông này, đi thẳng ra tới bến phà Long Định. Mời cả nhà cùng đi qua phà Tam Hiệp bằng đường phà Long Định này cùng với em nha. Thì thầy Thích Lễ Hiếu là người đã sáng lập ra chùa Vạn Đức và máy ấm Đức Quang. Thì thầy, em có biết một câu nói của thầy rất là hay là: con ai đem bỏ chùa thầy, Nam Mô A Di Đà Phật, con thầy thầy nuôi. Thì thầy rất là thương yêu các bé thì bị bỏ rơi và sẽ luôn che chở. Thì con của thầy giờ từ Việt Nam tới nước ngoài. Thì con của thầy có người ở Úc nè, Mỹ, Canada, Sài Gòn, thì tất cả các tỉnh thành. Thì do lúc trước là cơ sở vật chất của chùa Vạn Đức ở bên cầu Tam Hiệp thì còn hạn chế, không có lo về vấn đề vật chất nè, rồi trường học nè, rồi chăm sóc sức khỏe nè, thì cũng khó khăn. Nên thầy đã qua bên xã Long Hòa đăng ký để dựng lên máy ấm Đức Quang như ngày nay, tạo điều kiện cho các mẹ thương, các cha các mẹ thương yêu các bé về để thăm thì thuận tiện hơn. Thì đây là khu vực của xã Long Định nha, đây là chợ Long Định này cả nhà. Hồi nãy em này, đường này ta đi thẳng luôn nha cả nhà, nó có một ngã ba không có quẹo thì ta đi thẳng luôn. Thì theo em được biết thì chùa Vạn Đức cũng đang trong quá trình hoàn thiện thôi. Thì hôm nay em cũng qua quay và chia sẻ đến cả nhà, những người quan tâm đến máy ấm Đức Quang và chùa Vạn Đức. Tới con đê luôn. Thì em chia sẻ con đường này là bằng con đường đi xe máy nha. Thì đường này xe máy sẽ gần hơn, thuận tiện hơn. Thì nếu em có dịp và có thời gian rảnh thì em sẽ chia sẻ bằng con đường có thể đi bằng xe lớn nè, 30 chỗ nè, 16 chỗ nè. Thì đó là đường nó sẽ đi bằng bến phà Tam Hiệp. Này, chúng ta sẽ quẹo đi lên hướng này.
Thì giờ đi bằng đường này thì phà sẽ rẻ hơn, chỉ một người một xe thì chỉ có 5.000 thôi. Đây là đình thần Long Thạnh này, thì tới đình thần Long Thạnh thì ta về phải nha, để ra bến phà. Thì đi tuyến phà này thì một người một xe chỉ 5.000 thôi cả nhà. Còn nếu mà khách tham quan đi đường lớn thì đi bằng phà Tam Hiệp á, thì chúng ta sẽ đi được bằng đường đó. Giá thì cũng cao hơn bến phà này. Giá kia một người một xe là 8.000 nha. Thì mời cả nhà tiếp tục đi qua bên cầu Tam Hiệp cùng với em. Bây giờ phà đã qua tới bến rồi, giờ mời cả nhà tiếp tục cuộc hành trình nha. Thì ngôi nhiều chùa Đàng Hoàng Đức này tọa lạc tại ấp 2, xã Tam Hiệp của huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre. Thì nếu mà cả nhà đi qua cầu Tam Hiệp thì hỏi chùa Quảng Đức ở đâu thì bà con được biết. Thì đường bên đây đang sửa chữa nha, đang sửa chữa đoạn dưới này, thì đang đổ bê tông nha. Thì sau vài tháng nữa thì đường lộn này sẽ đẹp hết. Giờ thì vẫn còn đá xanh nè, đang đổ bê tông là mặt đường có chỗ là 4m, còn có chỗ là 6m luôn. Thì sau khi làm lộ thì rất là thoải mái cho xe lớn để qua cầu Tam Hiệp. Thì con người nhà rất là đẹp ha, hai chú công kiển nè, đây chuyên về trồng kiển luôn rồi nha. Rồi tới ngã ba này thì chúng ta sẽ quẹo phải luôn đó nha, quẹo phải để chúng ta đến với chùa Quảng Đức tọa lạc tại ấp 2, xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Đây là một ngôi chùa rất đẹp giữa cù lao Tam Hiệp. Thì sau khi đường xá này được lên bê tông hóa thì rất là thuận tiện cho người dân đi qua khu vực này. Thì khu vực cù lao Tam Hiệp này đã được tỉnh Bến Tre cấp là xã đảo Tam Hiệp, thì bây giờ sẽ được đầu tư mở đường xá và sẽ có nhiều khu du lịch dạng kiểu miền Tây sinh thái vào đây để đầu tư. Nếu đi đường này mà có bị rung lắc quá, âm thanh không tốt thì mong cả nhà thông cảm đi nha. Đây những lúc mà nước ngập á, những mùa nước lên nước nổi á, thì những con lộ này nó bị ngập rất là tình lầy luôn. Mong sẽ sớm được hoàn thiện con đường
để cho thuận lợi việc phát triển. Bên đây là phủ phủ trái cây, đây là nhiều cây ăn trái như là nhãn nè, dừa nè. Hôm nay là hình như chùa đang cúng á, nghe tiếng thầy tụng kinh này. Ồ, hai xe đông quá. Vậy là hôm nay em đi trùng cái dịp gì nha. Hiện tại đó là đã tới chùa Vạn Đức nè. Hiện tại thì em đang đứng trước cổng tam quan của chùa Vạn Đức đó nha. Thì trước cổng của chùa Vạn Đức có tượng Phật A Di Đà nè, dưới gốc cây ha. Đây thì có hai chú sư tử nè, chú sư tử canh cửa canh cổng ha. Đây là cổng tam quan của chùa Vạn Đức. Hiện tại thì cũng đang lên màu, cũng chưa có hoàn chỉnh cả nha. Đây là cổng tam quan của chùa ha. Đây. Chùa Vạn Đức. Rồi em sẽ đi vào trong rồi quay và chia sẻ cùng với cả nhà nhé. Rồi thì giờ em đi cổng phụ bước vào cả nhà. Đây thì bên tay trái em đây là có đài Quan Âm rất là lớn luôn cả nhà. Đây là đài Quan Âm cả nhà. Thì hôm nay em qua đây cũng trúng dịp chùa Vạn Đức cúng trai đàn chứng tế nữa cả nhà. Thì em cũng đi vào trong ha, quay và chia sẻ cùng với cả nhà. Đây thì các anh đang treo lá triệu nè. Bên đây là tượng Phật Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát. Này, thì vậy bây giờ em sẽ đi vào trong ha, để quay ra chia sẻ với cả nhà cận cảnh chi tiết hơn. Thì hôm nay chùa cúng trái cây nè, bông nè, cũng rất trang nghiêm và rất đẹp luôn. Tượng Phật Mẹ Quán Thế Âm rất là đẹp hết cả nhà. Đây hình ảnh mẹ luôn yêu thương cho che chở cho các con. Rồi bây giờ em sẽ chia sẻ toàn cảnh nét đẹp của ngôi chùa này ha. Này, chùa Vạn Đức từ bi và hỷ xả lên màu rất là đẹp luôn, những chú rồng cả nhà. Rồi giờ em sẽ chia sẻ bên trong cái lễ trai đàn này, chứng tế này có những gì ha. Rồi trúng dịp em quay em chia sẻ với cả nhà luôn. Đây là những cái đồ cúng nè, giày dép nè, đầu nón mão nè,
đây nay có phần phát quà phát gạo nè cho bà con nghèo, có thư mời ha đến nhận. Thì phần phát quà này là buổi trưa, còn những phần nhỏ nhỏ này là những phần buổi tối cho các bạn nhỏ đến đây viếng chùa. Chia sẻ những tháp đồ cúng bên đây ha, dùng có bánh trái nè, đây có bánh nè, quần áo nè, bánh rồi mì tôm, rồi quần áo. Bên đây có những bộ đồ để đốt nè, đây là quần áo thiệt. Rồi giờ chúng ta nhìn lại toàn cảnh ngôi chùa tuyệt đẹp giữa lòng Cù Lao Tam Hiệp. Đây. Chùa Vạn Đức Từ Bi Hỷ Xã. Thì tinh phần chính điện đã cúng xong rồi cả nhà. Bây giờ em lên chia sẻ phần chính điện chùa này cùng với cả nhà nha. Đây. Thì đường lên có trang trí những chú rồng rất là đẹp mắt luôn. Đây là lên chính điện chùa. Xem này. Này có tượng Phật nữa cả nhà. Tượng Phật bằng đá nha. Sẽ vào chia sẻ phần chính điện. Đây là cánh cửa này, chạm trổ những vị thần đó, những hoa văn rất là đẹp mắt luôn. Đây là bộ lư hương nè, tại chùa nè, ngôi chùa rất là rộng lớn, rất là đẹp luôn. Đây có hai vị thần nè. Rất là lớn luôn cả nhà. Ở giữa chính điện chùa Vạn Đức.
thì từ chính điện này em đi thẳng ra sau luôn đó nha. Đây, đi ra đây sao rất là mát luôn nè. Ở sau có tượng Phật Đạt Ma Sư Tổ bị chói nắng cả nhà, chói ánh sáng. Em ở trong em quay ra bị chói sáng, không cả nhà thông cảm. Đây, ở sau của khuôn viên chùa. Thấy khuôn viên nó tới sau chùa, nó tới bờ rào đó cả nhà. Đây. Bên đây là bếp nè, bếp ăn nè. Dạ, bên đây là bếp ăn nè. Thì hôm nay cũng có trải cơm chay cho khách Phật tử gần xa ha, đến viếng chùa. Thì những đường đi lên có những chú rồng rất là đẹp. Bên tay trái của mấy hiên chùa có đại hồng chuông rất là lớn luôn cả nhà. Đại hồng chuông tại chùa Vạn Phước rất là lớn luôn cả nhà.